hôm nay có gì hay ngày thứ ba. Victoria Boliviana, một loại hoa súng trong vườn thực vật Kew ở London trong 177 năm qua, mới đây đã được công bố là một loài hoàn toàn mới và là loài hoa súng lớn nhất hiện nay. Mẫu vật lớn nhất của loài này nằm ở vườn bách thảo La Rinconada tại Bolivia, có đường kính phiến lá rộng tới 3,2 mét và những bông hoa có kích thước lên đến 36cm khi nở hoàn toàn. Lá của cây hoa súng khổng lồ này có thể chịu được trọng lượng ít nhất 80kg. Trước đây, có hai loài hoa súng khổng lồ khác đã được biết đến là Victoria Grusiana và Amazonica. Các nhà khoa học cho rằng Victoria Boliviana là một loài lai giữa hai loài trên. Tuy nhiên, loài này hiện tại đã chính thức được xác nhận là một loài riêng biệt. Chúng không chỉ nổi bật về kích cỡ, loại hoa súng này còn rất đẹp với những bông hoa chuyển màu từ trắng sang hồng vào ban đêm. Các nhà thực vật học cho biết đây có thể là một trong những kỳ quan của thế giới thực vật.